Nãy giờ cũng nghe mùi thơm rồi đó nha các bạn. Mùi thơm của khoai lang nướng đang lan tỏa khắp nơi trên vùng trời. Hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay chủ nhật các bạn ơi. Bữa nay mình làm thêm một cái video nữa nha. Hôm nay mình có khoai lang nè. Hôm nay hiện tại mình đang nấu nước ở trong kia đó. Giờ mình sẽ lấy khoai lang vô nướng khoai lang ăn các bạn ơi. Lâu lâu ăn khoai lang cho nó đổi khẩu vị một tí nha. Rồi xin mời các bạn theo dõi video mình nha. Nướng khoai lang bằng bếp củi nha các bạn. Bình thường có cây thổi rồi, cây thổi bữa nay nó không tiêu rồi. Nó thổi, thổi bằng miệng. Ôi, cuối cùng nó đã cháy rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chìm vô số củi lớn rồi để cho nó cháy rồi không có than rồi mình nướng nha. Giờ mình vừa nướng khoai mình vừa tâm sự với các bạn nghe chơi nha. Một vài tâm sự của mình đi làm YouTube nha các bạn. Nói chung hôm nay mình quay video cũng khá nhiều rồi các bạn ạ. Nhưng mà cái lượt view của mình cũng hơi thấp nha. Lượt subscribe cũng ít nữa. Kênh mình thì hiện tại nói chung là cũng khoảng hơn 1.000 sub rồi. Nhưng mà mình thấy lượt view của mình thấp quá. Chắc có lẽ nội dung video của mình chưa hấp dẫn hay sao. Nhưng mà không sao, thì cứ làm đi. Làm vì niềm vui thôi. Chứ thật ra hôm nay mình quay vậy cũng thật sự cũng chưa được gì cho các bạn ơi. Nói chung là cái lượng đăng ký thì nó ít, lượng view thì nó cũng ít nữa. Biết chuyện nào nó mới tăng được sức đây mình cũng chả biết nữa, mình cứ làm thôi. Nhưng mấy cái kênh lớn, đối với mấy cái kênh lớn á thì nhiều khi 1-2 ngàn sub hay là 5-10 ngàn sub hay là 100 ngàn sub gì đó thì nó lên rất là nhanh nha. Nhiều khi 1-2 ngàn sub người ta 1-2 tiếng hồi là có rồi. Nhưng mà những cái kênh nhỏ như cái kênh của mình á thì thật là khó khăn các bạn ạ. Đâu phải ai mà đăng video lên là có người vô xem đâu. Nhiều khi phải có duyên nữa mới được. Chắc có lẽ duyên nó chưa tới với mình. Nhưng mà mình vẫn hy vọng nha các bạn. Hy vọng là tương lai kênh mình sẽ được 10.000 sub. Rồi sau đó là 100.000 sub. Hy vọng lớn nhất là được 1 triệu sub nha. Tuy là hy vọng đó là nói chung là rất là mong manh. Nhưng mà mong manh cũng là một cái hy vọng để mình có động lực để mình quay video cho các bạn xem nha. Chứ nhiều khi quay video này cũng vui lắm các bạn. Tuy là nó mất nhiều thời gian với lại hiện tại mình cũng chưa được gì hết á. Nhưng mà nó có cái niềm vui là như vậy. Nhiều khi cái video buổi sáng buổi chiều gì đó mình mới vừa đăng lên á, cái khoảng vài tiếng một hồi sau mình vô mình coi lại. Nếu mà có cái lượt xem nhiều nhiều thì mình thấy khoái khoái các bạn. Vui vui trong lòng sao. Với lại lúc mà mình coi cái lượng mà đăng ký kênh mình á, cái số người đăng ký á, nếu mà có thay đổi ha, ví dụ như buổi sáng vậy rồi buổi chiều nó tăng lên khoảng chừng 5-10 cái hay là cũng thấy vui nữa. Nhiều khi một cái cũng vui nữa. Sáng sáng mà ngủ thức dậy mà mở cái điện thoại lên mình thấy có thêm một cái subscribe thấy vui vui trong người rồi. Đôi khi đó là một cái động lực để mình tiếp tục làm video đó các bạn ơi. Chứ thật sự hôm nay cũng chán nản lắm mà tính bỏ, nhưng mà mình nghĩ là này hôm nay mình làm cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà cái chuyện đó, chuyện sub hay là chuyện view thì cứ để từ từ đi. Giống như đây là một cái niềm vui của mình, làm cho vui thôi. Chứ biết chừng nào mới kiếm tiền được đây. Tới chừng mà kênh này mà kiếm tiền được, nó không chừng râu nó mọc. Nhưng mà thôi, nói chung mà chia sẻ với các bạn nhiều đó thôi.
là làm gì niềm vui thôi, tiền bạc gì ai mà không cần tiền đúng không, ai mà cũng muốn kiếm tiền nhưng mà đâu phải dễ đâu. Thôi chia sẻ vui vậy thôi, giờ tập trung nướng khoai thôi, sau khi nướng khoai xong mình sẽ review khoai của mình nướng cho các bạn xem nha, chứ nhiều khi nói nhiều quá cũng không hay. Nãy giờ cũng nghe mùi thơm rồi đó nha các bạn, mùi thơm của khoai lang nướng đang lan tỏa khắp nơi trên vùng trời. Rồi ok các bạn ơi, nãy giờ mình nướng cũng khá lâu rồi, chắc có lẽ nó chín rồi các bạn ơi. Nói chung là nghe mùi thơm nực nồng luôn đó các bạn. Giờ mình gấp ra đi, nói chung mình bóp thấy nó mềm mềm mà nó chín rồi đó, giờ gấp ra đi vô review thử rồi. Ăn có ngon không? Rồi ok các bạn ơi, sau thời gian nướng rồi giờ là khoai đã chín rồi các bạn ơi, nói chung thơm lắm nha. Đây có mấy củ khoai trắng với mấy củ khoai tím nè, nói chung là thơm lắm, thơm phức luôn á. Giờ mình bẻ ra ăn thử coi sao nha. Ồ khoai đỏ thật luôn các bạn ơi, nhìn thấy nó ngon tuyệt vời, bốc khói luôn nè, thấy không? Wow, theo mình nghĩ chắc ngọt đó. Giờ mình lột cái vỏ ra nè, khoai này kêu là khoai khoai tím hả, khoai Nhật. Wow, củ khoai hấp dẫn ghê các bạn, củ khoai vàng thật luôn nè, màu đẹp tuyệt vời luôn á, không? Ồ, khoai nhìn thấy hấp dẫn không? Rồi xin mời các bạn nha, để mình ăn thử cái ngon ngon không nha. Bùi bùi ngọt ngọt, thơm thơm, mùi hơi khét khét nhẹ ngoài vỏ đó các bạn. Khoai thì nó khô, nói chung rất là ngon. Được á, khoai này nướng đơn giản nhưng mà ăn nó lạ các bạn ơi, chứ để mình luộc hoài ăn cũng chán à. Ngon vô cùng luôn á, vừa ngọt vừa bùi vừa thơm vừa nóng, còn nóng lắm nha, bốc khói luôn á, tuyệt vời. Như thơm ngon các bạn ơi, khoai này có thể chấm đường chấm muối gì đủ thứ hết trơn các bạn, mà mình nay mình không có chấm gì hết trơn nha, nay mình ăn không à, chứ đúng ra khoai mà chấm muối ớt cũng ngon ngon đó, đó. Chấm chấm đường cũng được, được. Phút trên nó chín mà phút trong nó hơi còn trực hết, ăn cảm giác là lạ ngon lắm, tuyệt vời. Rồi để mình tập trung ăn các bạn ơi, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video đây nha. Nếu bạn nào thấy thích video thì hãy like share video và đồng thời ấn đăng ký kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Rồi ok, bye bye. Ngon.